Bản tin tối ngày 4 tháng 3 Bộ Ngoại giao Liên bang Nga triệu tập Đại sứ Đức Tổng cục tình báo Ukraine tuyên bố cho nổ tung phá hủy cầu đường sắt quan trọng ở vùng Samara của Nga Tình báo Quốc phòng Ukraine tuyên bố xâm nhập máy chủ của Bộ Quốc phòng Nga thu được nhiều thông tin Tạp chí Forward của Mỹ cho biết, ngũ sắc đài dự định mua 1.000 UAV tối tân để kiềm chế Trung Quốc Bệnh viện thăm Quyến của Trung Quốc bị dính bê bối cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ bệnh nhân. Tin tại Việt Nam, Bình Định Khánh Thành khu công nghiệp được đầu tư 7.500 tỷ đồng. Un tắc kéo dài vào giờ cao điểm sau tai nạn trên đường Trường Trinh. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin tối ngày 4 tháng 3 của DKN. Kính mời quý vị cùng thưởng thức cà phê sạch Buôn Ma Thuột, cà phê đông minh giang xay mộc, robusta, thơm nồng, đắng đậm, không chua, tạo bọt tốt. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga đã triệu tập Đại sứ Đức vào hôm nay ngày 4 tháng 3, sau khi truyền thông Nga công bố đoạn ghi âm cuộc họp của các quan chức quân sự cấp cao của Đức. Theo báo Kyiv Independent, Phát biểu về vụ dò dỉ băng ghi âm này vào ngày 3 tháng 3 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã mô tả việc nghe lén là một phần trong cuộc chiến thông tin của Tổng thống Nga Putin. Hiện nay Đức là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Tuy nhiên, vụ dò dỉ băng ghi âm mới đây đang khiến quan hệ giữa Đức và các đồng minh gặp tổn hại. Câu chuyện này cũng có thể ảnh hưởng quyết định tới khả năng Đức cung cấp hỏa tiễn tầm xa Taurus cho Ukraine và thậm chí là kịch bản đang bị phản đối về việc châu Âu hoặc NATO gửi binh lính trực tiếp chi viện cho Ukraine. Trước đó, vào ngày 1 tháng 3, Tổng biên tập Đài ATI của Nga Margarita Simonian đã công bố việc dò dỉ băng ghi âm trên kênh Telegram. Đoạn băng ghi âm dài 38 phút ghi lại cuộc trao đổi của lãnh đạo không quân cùng với ba sĩ quan của Đức, trong đó đề cập tới khả năng cung cấp hỏa tiễn tầm xa Taurus cho binh sĩ Ukraine thông tin từ truyền thông Đức sau đó cho biết các quan chức nêu trên đã thảo luận qua nền tảng Webex của Mỹ, vốn là ứng dụng thường được dùng cho các cuộc họp trực tuyến. Đường dẫn mời họp được gửi qua điện thoại di động của lực lượng vũ trang. Trong khi đó, Tổng cục Tình báo Ukraine tuyên bố đã vô hiệu hóa một cây cầu đường sắt vốn được sử dụng để vận chuyển đạn dược ở vùng Samara của Liên bang Nga. Hiện tại, hoạt động trên tuyến đường sắt đang bị tê liệt. Trang RBC của Ukraine chỉ dẫn thông báo của chính phủ nước này nêu rõ. Tổng cục tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận thực tế rằng cây cầu đường sắt bắc qua sông Chapevka ở vùng Samara đã bị vô hiệu hóa. Theo hãng tin của Ukraine, vụ nổ xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng ngày 4 tháng 3 theo giờ địa phương. Các trinh sát ghi nhận cây cầu đã bị hư hại do các công trình điện của nó bị phá hủy. Tổng cục tình báo Ukraine còn cho biết thêm, Do cầu đường sắt bị hư hại nghiêm trọng, nó sẽ không thể được sử dụng trong một thời gian dài. Tuyến đường sắt qua cây cầu Samara được quân đội Nga sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự, đặc biệt là đạn dược kỹ thuật do nhà máy Polymer Corporation ở thành phố Chapaevsky thuộc vùng Samara sản xuất. Kênh Telegram của Nga là kênh đầu tiên đưa tin về vụ nổ trên cây cầu bắc qua sông Chapaevka. Theo lực lượng an ninh Nga, một thiết bị nổ được cho là đã được cài đặt trên cầu. Tin tiếp theo, cơ quan tình báo quốc phòng của Ukraine báo cáo rằng sau một cuộc tấn công DDoS, các chuyên gia an ninh mạng của họ đã giành được quyền truy cập vào máy chủ của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga và thu được nhiều dữ liệu về lãnh đạo quân đội, các mệnh lệnh, báo cáo cũng như các chỉ thị của phía Nga. Trích dẫn thông báo của Tình báo Quốc phòng Ukraine trên mạng Telegram, cơ quan tình báo Ukraine hiện sở hữu phần mềm bảo vệ và mã hóa thông tin trước đây được Bộ Quốc phòng Liên bang Nga sử dụng, cũng như một kho tài liệu mật chính thức của Bộ Chiến tranh Nga. Theo hãng tin Ukrainska Pravda, thông tin thu thập được bao gồm các mệnh lệnh, báo cáo, chỉ thị và các tài liệu được lưu hành trong hơn 2.000 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Tình báo Quốc phòng Ukraine còn cho biết, thông tin này cho phép họ thiết lập cơ cấu hoàn chỉnh của Bộ Quốc phòng Nga và các cơ quan trực thuộc. Tình báo Quốc phòng Ukraine còn cho biết thêm, việc phân tích dữ liệu thu được cũng giúp xác định các tướng lĩnh, quan chức cấp cao khác của đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga cũng như các cấp phó, trợ lý và chuyên gia. Tất cả những người đã sử dụng phần mềm lưu hành tài liệu điện tử có tên là quan chức. Cơ quan tình báo của Ukraine cũng nêu rõ họ đã nhận được tài liệu chính thức từ Thứ trưởng Quốc phòng Nga Timur Vladimirovich Ivanov, người đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cuộc tấn công mạng thành công. Tình báo của Ukraine còn cho biết các hoạt động trên không gian mạng của Nga vẫn đang diễn ra chuyển đến một vấn đề khác. Lực lượng không quân Hoa Kỳ dự định mua ít nhất 1.000 máy bay chiến đấu không người lái có thể tự hoạt động nhờ trí tuệ nhân tạo AI. Quân đội Mỹ có kế hoạch nhận 100 máy bay đầu tiên trong 5 năm tới. Theo tạp chí phố World, chi phí ngày càng tăng của các phi cơ quân sự hiện có và những tiến bộ trong phần mềm đang buộc không quân nước này phải chuyển sang thế hệ UAV mới. Theo công bố, các UAV này sẽ được thiết kế để hộ tống và bảo vệ các phi cơ thông thường, ví dụ như F-35 hoặc B-21 và chúng có thể được trang bị vũ khí riêng để tấn công các mục tiêu trên không cũng như trên mặt đất. Các UAV này được cho là sẽ giúp kiềm chế quân đội Trung Quốc. Theo thông số kỹ thuật của Không quân Mỹ, UAV này sẽ có thể bay với tốc độ ngay dưới tốc độ âm thanh, mang theo hỏa tiễn và các loại vũ khí khác để tấn công phi cơ của đối phương và các mục tiêu trên mặt đất bao gồm cả tàu chiến. Có thông tin cho rằng chúng cũng sẽ có thể được sử dụng trong hoạt động trinh sát như một trung tâm liên lạc ngân sách của chương trình phát triển là 6 tỷ đô la Mỹ. Được biết, các hãng Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Atomics và Anduril Industry đang thực hiện chương trình chế tạo máy bay mới. Đến mùa hè này, Ngũ Giác Đài muốn quyết định hai công ty sẽ nhận được hợp đồng như vậy. Các quan chức của không quân Mỹ và nhà phát triển phần mềm chuyến bay cho biết, sự vắng mặt của phi hành đoàn sẽ cho phép phi cơ không người lái thực hiện các thao tác mạo hiểm hơn mà phi công không thể chịu đựng được. Lực lượng không quân Mỹ ước tính một UAV sẽ tiêu tốn của Mỹ từ 20 triệu cho đến 30 triệu đô la. Mặc dù các giám đốc điều hành trong ngành kỳ vọng rằng con số đó cuối cùng sẽ giảm xuống còn khoảng 10 triệu đô la hoặc là ít hơn. Để so sánh, chi phí của F-35 là khoảng 100 triệu đô la và một phi cơ ném bom B-21 mới ước tính trị giá 750 triệu đô la. Theo trang RBC của Ukraine, trước đó có thông tin cho rằng Anh đang hợp tác với các đồng minh, bao gồm cả Mỹ, để trang bị cho Ukraine hàng nghìn UAV mới có sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Lực lượng UAV này sẽ được khai triển thành các phi đội lớn kết nối với nhau để nhắm mục tiêu vào các vị trí của đối phương mà không cần con người điều khiển mỗi đội. Trang RBC của Ukraine cũng cho biết quân đội nước này sẽ sớm nhận được gần 2.000 UAV có trí tuệ nhân tạo, giúp tiến hành trinh sát và xác định mục tiêu để thực hiện các cuộc tấn công. Chuyển đến phần tin tức liên quan đến nội tình Trung Quốc. Mới đây, theo báo cáo của tờ Tin tức Bắc Kinh, ngày 8 tháng 8 năm 2018, bệnh nhân Trương Ngọc Hoa, 77 tuổi, được điều trị tại Bệnh viện Thâm Quyến thuộc Đại học Hồng Kông do giãn ống mật chủ, sỏi túi mật và viêm túi mật mãn tính. Sau đó bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy. Cuộc phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến tụy và lá lách đã được thực hiện. Tuy nhiên, hơn 2 tháng sau ca phẫu thuật, bà Trương đã tử vong do suy gan nặng và hội chứng gan thận. Sau khi bà Trương qua đời, con gái của bà là Tuân Kiệt đã phát hiện ra rằng kết quả khám trước phẫu thuật cũng như kết quả xét nghiệm bệnh lý trong quá trình phẫu thuật đều không tìm thấy bất kỳ khối u hay tổn thương nào ở tuyến tụy của mẹ cô. Tháng 8 năm 2019 Tuân Kiệt và người nhà đã đệ đơn kiện dân sự về tranh chấp trách nhiệm bồi thường thiệt hại y tế lên tòa án quận Phúc Điền, Thâm Quyến. Tòa án giao cho Trung tâm Giám định Tư pháp Trung nhất, Quảng Đông tiến hành việc giám định. Kết quả giám định cho thấy, chỉ dựa trên báo cáo chụp PTECT của bệnh viện khác, bác sĩ đã chẩn đoán là bà bị ung thư tuyến tụy. Chụp MRI trước khi mổ không thấy có khối u và chụp ERCP cũng không thấy có tế bào khối u. Hình ảnh chụp và cơ sở bệnh lý không đầy đủ. Trong lúc mổ, bác sĩ không phát hiện khối u hay tổn thương rõ ràng ở tụy và không kịp thời thông báo cho gia đình. Ngoài ra, bà Trương, người được giám định, đã lớn tuổi và có tiền sử cao huyết áp. Bà đã trải qua một cuộc phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến tụy mà không có bằng chứng mô học rõ ràng về khối u ác tính. Chấn thương do phẫu thuật rất lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chế độ dinh dưỡng, sự trao đổi chất toàn thân của bà. Cái chết của bà được kết luận có liên quan đến việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật. Tóm lại, tỷ lệ tham gia trách nhiệm của Bệnh viện Thâm Quyến thuộc Đại học Hồng Kông là 61% cho đến 90%. Vào tháng 11 năm 2023, trong phiên sơ thẩm thứ hai, tòa án đã phán quyết rằng Bệnh viện Thâm Quyến thuộc Đại học Hồng Kông phải chịu mọi trách nhiệm bồi thường cho gia đình bệnh nhân hơn 620.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 2,15 tỷ đồng Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi nhận được toàn bộ số tiền bồi thường, gia đình của bệnh nhân chất vấn về việc bệnh viện cưỡng bức lấy 5 nội tạng khỏe mạnh của bà Trương. Cô Tuân Kiệt cũng cho biết, cô đã báo cáo sự việc lên Ủy ban Y tế Thâm Quyến, ủy ban này quyết định không xử phạt hành chính vì hành vi vi phạm pháp luật này không bị phát hiện trong vòng 2 năm. Cô cũng báo cáo vụ việc lên đồn cảnh sát Thiên An thuộc cục công an thành phố Thâm Quyến, cáo buộc bác sĩ phẫu thuật cố ý gây thương tích. Đến thời điểm hiện tại, cảnh sát vẫn chưa khởi tố vụ án. Tin tức liên quan đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi giữa người dân Trung Quốc. Theo thông tin công khai, bệnh viện Thâm Quyến thuộc Đại học Hồng Kông, còn gọi là bệnh viện Tân Hải Thâm Quyến, là bệnh viện cấp 3 ở Trung Quốc được chính quyền thành phố Thâm Quyến đầu tư toàn bộ. Chi phí hoạt động của bệnh viện cũng được trợ cấp bởi chính quyền thành phố Thâm Quyến. Trên thực tế, trong những năm gần đây, những vụ bê bối coi mạng người như cỏ rác tương tự cũng xuất hiện khá nhiều tại các bệnh viện cấp 3 ở Trung Quốc. Tiếp theo chương trình là phần tin tại Việt Nam. Sáng nay, tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ khánh thành khu công nghiệp BKMX Bình Định giai đoạn 1 sau hơn 3 năm khởi công xây dựng. Khu công nghiệp đô thị và dịch vụ tọa lạc tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh với diện tích 1.374 ha, tổng vốn 7.500 tỷ đồng. Dự án do Tổng công ty BKMX, IDC và Vship Group hợp tác đầu tư. Mục tiêu của dự án là phát triển khu công nghiệp đô thị dịch vụ hiện đại, đáp ứng yêu cầu về hạ tầng, an ninh, môi trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch tỉnh Bình Định cho biết, hiện nay tỉnh đang đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ quốc lộ 19 đến khu công nghiệp. Tin tiếp theo Ngày hôm nay, lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Trường Trinh thuộc quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Vào sáng cùng ngày, Hiện trường vụ tai nạn xảy ra trên đường Trường Trinh hướng từ quốc lộ 1 đi trung tâm thành phố, đoạn gần khu vực giao lộ Trường Trinh Cộng Hòa. Một chiếc xe ô tô 16 chỗ tông vào gốc cây bên đường và hai xe máy. Cả ba xe đều bị hư hỏng. Vụ việc khiến ùn tắc kéo dài vào giờ cao điểm, hàng ngàn xe nhích từng chút một trên đường. Theo thông tin ban đầu từ người dân, vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm cùng ngày và có hai người đi trên xe máy được cho là bị thương được đưa vào bệnh viện tài xế xe ô tô 16 chỗ có biểu hiện như bị bệnh. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế này được đưa ra ngoài thì có hồi tỉnh lại. Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ Online, đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang xử lý hiện trường. Một xe cứu hộ đã có mặt để di rời chiếc ô tô 16 chỗ đi nơi khác. Thời điểm nêu trên, dòng xe qua khu vực vẫn ùn ứ, di chuyển chậm. Thưa quý vị, bản tin tối của DKN xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe xin thân ái chào tạm biệt